Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Tôi là Tuấn Văn Cơm, rất vui gặp lại anh em. Ui giời, cái bảng truyền thuyết này thì lại 9m tối thượng rồi, lại thông thạo 10 rồi anh em ơi. Ây da, được, ui giời, được quá. Ui giời, thế này thì sao nhở? Thế này thì... Với cái thời tiết mát mẻ, dễ chịu trong ngày hôm nay, rất chi là thích hợp để anh em ăn miếng bánh, uống chén nước và chúng ta cùng nhau thưởng thức lại một siêu phẩm đến từ Tuấn Văn Cơm rồi anh em ơi. Ôi dồi ôi, như này chơi cái gì cũng được anh em ạ. Cố mà hưởng thụ anh em nhòa. Đây rồi. Ơ kìa, hai idol. Có ông chào idol kìa, nhưng mà từ từ anh em ạ. Chắc đéo đã là mình. Đợt trước ý, tôi cái này tôi rút kinh nghiệm rồi anh em ạ. Rõ ràng nhá, cái đợt trước cũng tôi cũng vào một con game cũng có người là chào idol đấy. Xong tự nhiên mình lại hăng hái, mình lại cứ tư tưởng là chào mình lại bảo chào bạn, không cuối cùng có phải chào mình đéo đâu. Xấu hổ anh em, quê lắm. Thế là từ anh em ạ, từ nhắc đến tên chính xác tên mình thì mới chào thôi nhá. Chứ còn chắc đéo đã đến lúc mình lại nói mình lại nhận là mình chào lại thì cuối cùng lại đéo phải mình. Thì nó lại quê. À đây rồi, Tuấn Cơm im lặng thì chắc là mình rồi. Đưa cái trao lại thôi. Tôi cứ tưởng là lại có cú lừa như đợt trước. Mẹ dã man. Mình cứ hăng hái, là mình cũng kiểu rất là kiểu gọi là gì, liềm lở trước những cái đón nhận của anh em thôi. Nhưng mà nhiều khi của ông đều chào mình đâu, hoặc là ông chào mình nhưng mà cuối cùng khi mà mình đáp lại thì lại không phải là chào mình. Buồn cười này đấy anh em ạ, nên là cứ phải cẩn thận đấy, cẩn thận cho chắc. Có chào đúng tên thì mới coi như là trả lời thôi anh em nhá. Rồi, ok, thì chắc là chào mình rồi. Thế thì hợp lý, nhà chào lại đó. Ok, tầm này thì nói chung là cái bài này thì chơi cái gì cũng ok anh em ạ. Anh em nói chung là tôi lại nhắc lại, anh em cứ chuẩn bị tinh thần đi nhá. Cứ chuẩn bị tinh thần cho một siêu phẩm thôi. Rồi, xem chơi cái gì. Chứ còn tầm này thì nói thật với anh em là Skybreaker. Ui. Ui cái gì đấy. Ui dồi, thì cái trận này nó đúng là mang cái tầm, nó tầm vũ trụ rồi anh em ạ. Thế này là nó là tầm vũ trụ rồi. Thôi sao chơi cái đéo ở đây cho nó hợp lý đấy anh em. Đồ này. Ok, có chém lan anh em ạ. Chốt luôn cái chém lan, chơi assassin đéo nó nhiều. Được đấy. được đấy. Assassin đang được bắp anh em. Assassin đang được bắp mạnh luôn. Nhà sản xuất, nhà phát hành đợt này là bắp hơi quá tay cho assassin. Được, hợp lý luôn, được chơi assassin. Rồi, rất đen cho anh em, coi như là anh em vừa chào tôi thì anh em gặp tôi, anh em còn up cấp lên và anh em chắc gì anh em đã thắng. Ồ, thắng không? Skybreaker mà, ok. Ờ, đéo mẹ, đừng mà thua nhá. Ủa, tí thua, mày quá, lém trúng vào cái con thỏ. cứ chắc ăn là thắng. Up cấp cũng ghê đấy anh em, rất tiếc là tôi còn ghê hơn. Ok. Rồi, up cấp là đỏ ngon đấy chứ nhở, đỏ ngon đấy chứ nhở, hai đỏ và hợp lý. Rồi, đỏ thế ai chơi? Tôi đang chơi đây lại bảo ai chơi. Đỏ thế thì nó mới siêu phẩm được. Nó sắp có siêu phẩm cho anh em xem được. Ok. Ôi, thế này thì tôi nghĩ là cái chuỗi này chắc nó dài lắm đây. Tầm này ra lổ thêm một con assassin nữa này, nó up 6 hai đỏ kéo assassin. Ảo ảnh thất nộ. Ôi giời, kinh quá nhỉ. Đội hình nói chung là chắc kèo sức mạnh rồi. Ok. Vẫn đéo ra assassin à? Assassin nó nhiều lắm mà. Assassin thì thiếu gì đâu nhở? Cái tầm 2 tiền thì có ốc, có rồng mập các kiểu. Hay là chơi Hunter. Bài cho giống chơi Hunter thế như này. Ủa. Bài này lại chuyển sang chơi Ego Seed hả? Không anh em ơi, ghép cái chém lan mẹ rồi. Không. Chơi tạm mới mua Hunter, chơi tạm mới chứ còn từ tầm này thì bây giờ ghép cái chém lan mà bây giờ chơi Hunter thì vứt cái chém lan cho con nào. Không được. Ghép hơi vội. Một cú ghép đồ đi vào lòng đất của Tuấn Cơm. Xong rồi, hơi sớm anh em ạ.
căn bản nhìn trông cái con Skybreaker nó to quá, đầu game cứ chắc mẩn chơi được Assassin, nhưng mà đã có vẻ như là cũng chưa đúng lắm. Assassin lửa cho con siêu xin giống mập. Ui mẹ, vẫn đéo Assassin này. Assassin lửa rồi, lại ra con súng đây này. Thôi chết rồi, ôi rồi, thế này thì mẹ ghép cái chấm lan thì bây giờ thôi anh em ạ. Mặc dù là tôi thấy là trông cái bài nó giống chơi 6 Hunter sớm vãi đài luôn, giống thật đấy. Ui cái con súng ở đây bây giờ chả nhẽ lại ấy à, chả nhẽ lại bỏ con súng đi à? Không, cho cái tầm này nào đây. Ui đau đầu quá nhở. À, nhiều khi là nó cho bài nhiều quá cũng đau đầu anh em ạ. Cái tầm này có lên up cấp không nhở? Ui cái thằng kia là có con cây 2 rồi kìa. Chết rồi, phải quá chưa gặp. Tầm này tôi nghĩ là đẩy cấp kẹp đỏ thì cũng ngon. Đẩy cấp kẹp đỏ vào sớm. Này nó có con súng bây giờ chả nhẽ lại round sau nó lại ra thêm cái con rồng nữa. Con rồng 3 tiền nữa. Ồ, ra con rồng 3 tiền là đủ mẹ bộ 6 Hunter rồi. Assassin vẫn chưa ra nhá. Thế nó có lừa không nhỉ? Đùa. Thiếu con rồng mập này. Trời ơi, thì ghép đồ sớm quá, ghép đồ vội quá Tuấn ơi. Ghép cái bắn chém lan thì có phải là ngon rồi không? Chết thật. Bắn 2 tia là ngon rồi đấy. Ghép cái chém lan ngu người luôn anh em. Tí nữa mà nó lại không ra Assassin. Ui dồi ôi, bây giờ đến 8 round rồi mà vẫn chưa ra đủ 3 con Assassin này anh em này. Skybreaker khá lùa. Mà tại sao tôi lại không nghĩ đến, tôi không nghĩ đến cái con ảo ảnh mà tôi lại cứ nghĩ đến cái con Skybreaker này để tôi ghép bộ Assassin nhỉ? Trời ơi, sao tôi lại không nghĩ là cái con ảo ảnh này, xong rồi chúng ta chơi Ego Seed kẹp Hunter nhở. Sai lầm. Đấy, mọi sai lầm đều phải trả giá. Úi dồi ôi, đúng thật luôn anh em, 6 Hunter đây này. Con mẹ lừa rồi, 6 Hunter thật anh em ơi. Chết mẹ, bây giờ chơi lại ấy à, 6 Hunter à, thế này thì yếu hơn không? Này yếu hơn không? 6 Hunter không thì không có 2 sao thì yếu hơn anh em ạ. Thôi để đợi lên 7 đi. Nhé. Như này thì yếu hơn. Để 6 Hunter. Ok. Thế này thôi anh em, tôi nghĩ là Skybreaker vẫn mạnh hơn, nó 2 sao mà. Bây giờ mà mình thay vào 6 Hunter toàn 1 sao mà chả may mà nó bị bớ mấy cái con co không có đam mà có khi lại toang. Thôi cứ từ từ đã, cũng chưa biết được là chơi gì. Nhưng mà tôi vẫn đang muốn là chơi Assassin anh em ạ. Vì căn bản tại sao mà chúng ta lại không phải chúng ta. Chúng ta đéo đâu, chúng ta đéo đâu. Tôi chứ, tôi chơi mà, có phải anh em chơi đéo đâu. Đéo hiểu sao tôi lại chơi. Với căn bản là đéo hiểu sao tôi chơi. Đấy là anh em đéo hiểu, còn tôi hiểu nhá. Tôi hiểu đây rồi, Assassin đây rồi anh em ơi. Nhưng mà 6 Hunter đang mạnh. Cái lý do mà tôi chơi là bởi vì bây giờ nó bắp Assassin lên anh em ạ. Nó vừa bắp quả 700% đam, chém 700% đam. Nó mạnh. 700% đam phát chém đầu tiên với 9 Assassin. Vừa được nhà phát hành bắp xong, mạnh lắm. Nên là bây giờ nó đang tín, uy tín anh em ạ. Trong khi Ego Seed thì trận này không có 7. Không có 7. Mà đã không có 7 thì tôi đéo giờ chơi. Nói cho nhanh. Đấy, riêng cái bộ này phải có con 7 vào thì nó mới uy tín được. Ở level 10. Chứ còn kẹp mấy cái con 5 tiền vào đi nó cũng không ăn thua. Bởi vì thường thì tôi vẫn chơi là con Ego Seed Ranger làm con co cơ. Nếu mà chơi Ego Seed. Rồi rồi, cứ nói chung là cứ 6 Assassin thì mới gọi là uy tín. Chứ còn bây giờ chưa có 6 Assassin thì chúng ta cứ chơi tạm 6 Hunter thôi nhá. 6 Hunter tôi nghĩ là ổn áp ở cái những cái round này. Bây giờ mà có 6 Hunter này. Nhưng mà tuy nhiên là 6 Hunter bây giờ chúng ta chưa lên được 2 sao. Chưa lên được 2 sao thì cũng hơi sợ.
Đồ được đấy, đồ được đấy, cho hai que. Hai que có hút máu. Ờ, rồi còn rơi ra là cả một cái giáp phù hợp đấy, đồ rất là phù hợp với chơi assassin. Round sau thì chúng ta chúng ta chắc là tôi nghĩ là tôi không áp cấp. Cái thằng tiếp theo chúng ta gặp là một cái thằng chơi Greater mới có level 5 rồi. Rồi cứ làm cái hút máu trừ giáp đã anh em ạ. Cho nó chắc. Ok. Có đồ là đấm được thôi chứ không không cần thiết là phải áp cấp ở cái round này. Greater, tôi nghĩ là Greater ở level 5 thì chắc là cũng chưa ăn được tôi đâu. Chưa ăn được tôi đâu. Co thì cứ phải co, nó cũng phải mạnh mạnh cơ, chứ còn co mà vẫn chưa lên được 2 sao thì cũng chưa ăn được. Ok. Nói chung là ổn áp, round sau áp cấp cái là đưa lên 7. Kẹp 6 Hunter vào liệu có mạnh hơn không nhỉ? Tôi cũng đang nghi ngờ khả năng là lên 6 Hunter. 6 Hunter mạnh hơn. Có mạnh hơn không? Bây giờ mà ra lũ quả 6 Assassin thì có khi nó lại uy tín anh em ạ. 6 Hunter chưa chắc đã mạnh hơn đâu. Về căn bản là cái bọn này 6 Hunter toàn 1 sao, trong khi đấy có 2 con 2 sao là khá to, có đồ. Bây giờ mà cho ra đồ vứt rồi con nào cho nó hợp lý đây. Bây giờ chẳng nhẽ lại vứt cho Skull Hunter à? Để chơi được những cái đồ đó thì nó hơi phí nhỉ. Tôi nghĩ là như này vẫn mạnh hơn. Kẹp được 2 đỏ. 2 đỏ 2 Gersit. 2 đỏ 2 Gersit. Này mạnh hơn đấy. Chỉ chơi 3 Hunter thôi. Có thêm cái con ảo ảnh nó cũng có cả khống chế nữa mà. Khống chế nó rất là uy tín đấy nhá, nhưng không phải không đâu. Nhiều khi là như ở late game ấy là tất cả là phụ thuộc vào khống chế là chủ yếu. Đây là vẫn ở giữa game nhưng mà nó vẫn là uy tín. Ui mẹ ra về lo rồi này. Vậy là không anh em. Tất nhiên là cũng sẽ có cái line up ở level 8 nó cũng khá là mạnh. 6 assassin với cả 2 Kira. Ừ. Nhưng thôi đéo nhá. Tôi có cái bộ hay hơn. Để yên đấy, hôm trận này tôi nghĩ là bình tĩnh. 2 Greater anh em ạ. 2 Greater chơi một cái bộ counter ở bọn Greater. Chơi một cái line up counter ở bọn Greater thì ngon. Greater càng đông càng vui nhá. Từ từ bình tĩnh. Nhưng mà cái thằng Greater có vẻ khá mạnh. Tôi đéo hiểu có ăn được không. Mẹ. Thằng Greater mới cái thằng nguy hiểm chứ không phải cái thằng cháy kia đâu anh em ơi. Ui mẹ gặp luôn rồi kìa. Thôi mất mẹ chuỗi rồi. Tôi vừa bảo, vừa mới nói rất mồm ra mồm thối thật đấy. Đùa. Ăn thì đéo thằng này. Con ốc nó lên 3, à lên 2 sao rồi anh em ạ. Đỡ thì đéo là được. Riêng cái đội hình Greater mà có tầm khoảng 3 con 2 sao thì làm chùm rồi. Thế này khả năng thằng này nó cắt hai cái chuỗi thì căng đấy nhở. Greater xanh này. Trận này hai người chơi Greater. Đấy, cứ bình tĩnh. Không chơi 9 Assassin anh em ạ. Trận này không chơi 9 Assassin. Bạn em, đây rồi, đủ 6 Assassin rồi. Trận này chỉ chơi 6 Assassin thôi. 6 Assassin thôi anh em ạ. Mặc dù là tôi cũng rất là muốn chơi 9 Assassin để anh em biết được cái sức mạnh của bộ 9 Assassin ở trong cái meta mới vừa update. Cực kỳ mạnh luôn. Tôi nói thật nhưng mà đéo có gấu. Trận này đéo có gì đéo ra gấu. Đéo cho xin được cái con gấu 2 tiền để câu gấu ra. Nên là thôi nha anh em nhá, thôi 9 Assassin mà không có gấu thì cũng không mạnh. Đấy. Trận này nhiều Greater sẽ phải chơi một cái line up counter của bọn Greater vào giai đoạn late game. Còn chắc chắn là tôi nói thật với anh em là cái tầm này tôi sẽ có mặt ở chung kết rồi chứ không nói nhiều. Tầm này chắc chắn là có mặt ở chung kết. Nhưng mà chung kết thì đánh với ai thì khả năng là sẽ là Greater. Nhưng mà trận này trông Greater to quá. Trông Greater trận này bá vãi đái luôn. Thật sự là như thế. Đây này. Kể cả cái ông này Eco rồi cũng bắt đầu đấm từng thằng một luôn rồi. Trận này bọn Greater to đầu game anh em ạ. Mà cái thằng ở cái nó có chuỗi đây kìa. Mà chuẩn bị tôi nghĩ là nó sẽ cắt thêm cái chuỗi nữa của cái thằng top 1 đấy. Tầm này bây giờ Greater 4 con 3 sao đi. À 4 con 2 sao đi. Của cậu. Của cậu đấy. Tầm giữa game này là của cậu. Nhưng mà late game thì cứ từ từ. Ui nếu phải là 4 con mà là tới 6 con 2 sao anh em ạ.
6 con 2 sao rồi thôi. Tớ nghĩ là cái game này nó bây giờ nó không phải là giữa game mà của cậu nữa, mà cả cái game này nó là của cậu rồi. Dã man. Mẹ 6 con 2 sao luôn. 6 con 2 sao ở round 15. Quỳ. Chơi thế thì ai chơi được đấy. Đùa chứ. Cái bài của tôi ấy, nhìn đầu game thì tưởng to anh em ạ, xong cuối cùng thì nó lại đéo ra assassin để chơi. Đấy, bây giờ mới ra assassin thì nó lại bị muộn rồi. Tầm này nó yếu rồi. Tầm này 6 assassin mà chỉ có mỗi Skybreaker lên 2 sao thì ăn thua gì. Tầm này ốc ép các thứ để ra phải 2 sao rồi chứ. Bây giờ mới ra gấu, tôi muộn rồi anh em ạ. Rồi, ra gấu bây giờ chán đời thật ấy. Thôi cứ bỏ vào câu tí vậy, nhưng mà tầm này muộn rồi chắc không chơi được 9 xin đâu. Mà nếu mà 9 xin mà ra gấu ấy thì cũng chơi đấy. Bây giờ mà rổ con gấu assassin thì cũng chơi nha anh em nhá. Rổ con gấu assassin ra thì 9 assassin nó lại clear creator, nó lại uy tín luôn. Có đồ luôn cho gấu assassin. Nhưng mà thường ở chơi assassin cái tầm này là bắt đầu đuối đuối là phải còn có khi phải kẹp eco vào chứ anh em ạ. Được cái là tôi lại có cái con ảo ảnh này, nó lại cũng hay. Ảo ảnh này này. Đấy, chúng ta kẹp cái con ảo ảnh này vào giữa. Kẹp con ảo ảnh vào giữa hàng assassin là cứ con nào mà nó bị con ảo ảnh nó swap rồi chắc chắn nó chết rồi. Swap cái là chết luôn. Đấy, em thấy không? Swap vào con CM hơi đần một tí. Nhưng mà không sao đấy, cũng là một phát là một hit chết luôn. Giúp chúng ta có thêm lợi thế về mặt nhân sự ở trong game. Tự nhiên lại hơn đối thủ một con thì cũng ngon. Nhưng mà nói chung ý là tôi thấy là cũng được cắt chuỗi thằng này. Ui mày quá. Tôi không để ý lại thế là chúng ta lại cắt chuỗi được ở cái thằng này, thế nào là được rồi, thế cũng hơn đỡ bị cái thằng kia nó cắt chuỗi anh em ạ. Chứ còn nếu mà để Greater cắt chuỗi thì nguy to. Đấy, cứ mua sẵn Wizard rồi biết đâu lại lổ hay ra hai con gấu ở mấy cái round tiếp theo thì thôi chấp nhận kẹp Wizard vào luôn anh em. Kẹp Wizard vào lấy cái con gấu assassin hay sao. Đấy. Kích hoạt 4 gấu nhá anh em nhá. Mua sẵn để kích hoạt 4 gấu. Biết đâu đấy round sau đấy làm một con ra thêm một con gấu đá, round sau nữa ra con gấu assassin thì nó lại bây giờ nó lại uy tín luôn. Round tiếp theo chúng ta có 4 gấu ở level 9, 4 gấu 6 assassin hợp lý luôn anh em ạ. 4 gấu assassin ấy kẹp 2 Wizard vào được luôn. Tính trước. Mẹ nhưng mà nghi lắm. Tầm này ra 17 rồi anh em ơi, đó đâu có con sống sủi nữa đâu mà hy vọng có một con gấu assassin. Nhưng mà biết đâu đấy đều bất ngờ. Biết đâu đấy đều bất ngờ nó lại một phát nó phọt ra hai con thì thôi. Khó. Rồi. 9 assassin chỉ chơi nhá anh em nhá, chỉ chơi khi mà ra gấu assassin thôi. Còn không là tôi sẽ bỏ trận này, nó đéo có con TA anh em ạ. Trận này không có con Phantom Queen, cũng không có con Silent Assassin. Chính vì thế nên là cái việc mà chơi 9 assassin thì nó phụ thuộc vào cái con gấu assassin anh em ạ nhá. Rồi. Ok. Trận này mà không có gấu assassin thì chuyển một cái bộ khác cũng ok cho anh em xem. Chuyển một cái bộ mà phải nói là có thể counter được vào Greater đấy. Round tiếp theo gặp thằng nào đây? Tính cái round 19 gặp thằng nào? Vậy là round 19 chúng ta sẽ gặp VN Lockcock. VN Lockcock. Đúng không? VN Lockcock chưa gặp. Ok. Rồi thua. Không, thua làm sao được. Mấy con gấu uy tín thật đấy. Một sao mà giữ máu phết nhờ. VN Lockcock chỉ có đỏ. Kẹp heo vào giữ máu tí anh em nhá. Cái tầm này đuối lắm rồi anh em ạ. Tầm này đuối rồi. Đuối rồi, đéo ra gấu đâu. Chuyển anh em ạ. Chuyển nha anh em nhá. Sáng tiền có mấy cái con nguy giạt ở đây. Mày chơi chuyển sang chơi gót luôn. Gót được không? Được đấy. Gót được anh em ạ. Gót được. Anh em cứ bình tĩnh. Chơi gót counter và greater.
Vẫn ăn được đúng không? Được, chắc là được, vẫn ăn được. 6 assassin thì nói chung là tầm này nó vẫn không phải là yếu quá đâu, nó vẫn có thể chơi được. Ok. Có này. Bốn gót 6 assassin. Bốn gót 6 assassin ở level 10 à? Đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Bốn gót 6 assassin ở level 10. Cho con gấu này một round nữa anh em nhá. Cho con gấu một round nữa đi. Round sau khi kẹp hai con eco vào cho chắc. Tầm này chỉ kẹp hai eco vào thôi anh em ạ. Bắt đầu đuối rồi. Yếu lắm, ốc còn chưa lên được hai cái này. Bây giờ cái con co nó đang là con Skybreaker. Cay thật. Này được không? Thêm trừ giáp. Thế này thôi nhỉ. Có nên up 9 cho thêm một con eco nữa vào không nhỉ? Tôi sợ quả này mất máu hơi nhiều. Nhưng mà thôi từ từ để một round đi để tính ấy. Một round đi. Trông cái đội hình bây giờ nó khéo quá rồi anh em ơi. Trông lèo khéo thật đấy. Cướp điên luôn. Hay quá, mẹ bờ linh đúng một cái lô. Được đấy. Nhưng mà nói chung là đấy nó chỉ là gọi là giảm nguy cơ mất máu thôi. Chứ còn tầm này thì ăn được ai. May là giết được cái con cây 3 sao của bờ linh đấy anh em. Cây 3 sao bờ linh luôn ạ. Dã man thật sự. Thôi cái tầm này thì up dần lên 9 nó vứt, vứt luôn. Hai con eco cho chắc anh em ạ. Tầm này tôi sợ lắm rồi. Trông đuối lắm. Sẽ không có nhiều cái lần may mắn như cái round vừa rồi đâu. Cái round vừa rồi quá là may mắn luôn. Áo chỉ luôn chắc. Round vừa rồi may mắn là cái con cây nó vừa linh vào đúng cái lô. Chúng ta giảm được khá nhiều máu luôn. Chứ còn quả đấy mà không ăn cái con cây thì chắc là cũng tràn nhà. Cũng phải 15-20 máu. Tầm này đam ở đâu ra đây khi mà toàn một sao. Trông khốn khổ lạ thật. Đi gặp thằng này chắc mất nhiều máu này. Gấu mết 2 sao. Ôi dồi ôi, nhìn trông kìa. Nó đẩy cho tôi rồi luôn. Level 10. Dã man. Đây quả eco thành công rồi đấy. Eco gấu thành công luôn. Cọc phát. Kẹp cọc này. Trận này nói chung là bây giờ cứ phải bình tĩnh đã. Cái đoạn này, cái giai đoạn này là phải bình tĩnh em ạ. Đấy, nhìn thì thế thôi nhưng mà đầu game cứ cười sửa rồi cười sớm. Cười sớm đi bây giờ trả giá này. Bây giờ đéo ra con một con assassin nào luôn anh em ạ. Cay thật. Đúng kiểu như là cười sớm ăn gì ấy. Cái sớm ăn gì. Cái sớm ăn gì là có thật. Dã man thật sự. Thôi bây giờ cứ từ từ thôi. Nhẹ nhàng tình cảm là bây giờ cứ dần dần lên 26 lên 10 thôi anh em. 26 lên 10 kiếm co 4 tiền. Mà tôi cũng nói luôn là cái co trận này thì chả có con nào đâu. Nó chỉ có mỗi con cáo thôi. Bởi vì là Sailing thì không có. Sailing không có, Phantom Queen cũng không. Trận này chỉ có co cáo thôi anh em ạ. Co là con cáo thôi. Được không? Ui, vẫn ăn được thằng Greater này. Bằng một cái lý do thân kỳ rồi đấy mà tôi vẫn ăn được thằng Greater. Được đấy nhờ. Thằng Greater này có vẻ như là không được xanh cho lắm. Đúng thật. Trông khá là lèo khèo so với cái thằng còn lại. Nhưng mà trông có vẻ như là tôi đang thấy là cái bọn 9 ép có vẻ hơi ghê. Tự nhiên lại nói đâu ra cái thằng 9 ép thế nhờ. Mẹ. Bây giờ mới để ý anh em, không có đồ. Chúng ta không có đồ chống ép. Hơi căng đấy.
vớ vẩn gặp thằng chín đẹp nó đẩy thôi sấp mặt luôn. Hy vọng là sẽ không gặp thằng chín đẹp sớm. Mà nói chung là bây giờ cũng phải kẹp hai con eco vào thì nó cũng sẽ đỡ đi một chút. Có cả beat à? Ui bây giờ tôi coi như là tôi gặp thằng nào tôi cũng bị đẩy. Yếu quá rồi. Tầm này yếu quá rồi anh em ạ. Tuy nhiên cái đầu game chúng ta giữ máu khá là tốt. Tầm này thì vẫn khả năng là có thể là chấp nhận đốt máu được. Thôi được rồi, 26 là đủ tiền up 10 ông luôn. Kiếm 4 tiền anh em ạ. Với cái tình trạng mà bài nó cứ ra kiểu lắt nhắt thế này ấy, Assassin mấy cái con 2 tiền mà nó không chịu ra thì thôi chơi xác định cái chơi 4 tiền luôn nhá. Chơi 4 tiền thôi. Mẹ ơi nhìn trông ui. Trông có vẻ ui ôi là Blitz Line 3 sao mẹ rồi. Thôi chết rồi. Thế thì căng rồi anh em ơi. Chín F vô địch. Chín F vô địch. Cái bọn chín F là nó counter Greater lắm. Mà nói chung là cái bọn chín F là nó counter mấy cái thằng đánh tay như chúng ta. Mình cũng Assassin rồi cũng là đánh tay đấy. Đánh tay đấy. Chín F và counter Greater là rõ rồi. Đấm bao giờ nó mới trúng để mà trói được. À, chín F hơi to nhá. Lên được cái con Live Blade Live 3 sao thỏ sắp lên được 3. Hơi căng anh em ạ. Cấm đánh luôn. Trận này không có đồ chống lé. Chỉ phụ thuộc vào cáo thôi anh em ạ. Skill con cáo thì nó đâm vào là nó không bị trượt. Nó chắc chắn là nó đâm trúng. Đấy, cứ tung skill chuẩn thì là đâm trúng thôi. Kèm theo kết hợp với cả chém lan là cũng clear được. Clear được bọn ép. À, lý thuyết thì là như thế. Lý thuyết là như thế. Thực hành thì không biết. Nhưng mà trận này khả năng là về God anh em ạ. Về God, God Assassin. Ừ đây rồi, gặp ép này. Đấy, sau này chắc đẩy nó tràn nhà. Mà không sao, máu vẫn còn đủ để có thể chịu được hai lần như này nữa. Hai lần như này vẫn chịu được. Ui dồi. Được đấy. Nói chung là cũng thế này là cũng gọi là tạm ổn rồi. Tạm ổn rồi. 17 máu anh em ạ. Vãi cứt thật. Chịu được hai lần. Ơ. Giao ca lâu mà chơi không? Đang có gót này. Đang có bộ gót ở đây rồi. Đang có bộ gót ở đây rồi. Chơi luôn. Được không? Tôi nghĩ là lên 2 sao luôn thì chơi anh em ạ. Có trứng ở đây rồi. Đập luôn anh em. Giữ máu. Ui bây giờ mới có con co này. Rồi dồn đồ cho ca lông anh em. Dồn cho ca lông chơi tí. Bây giờ mới gọi là có co ở chuyện tử này. Cặp beat. Ui giời ca lông lại không được chuyện. Vừa ra ca lông mẹ gặp ngay beat nó kẹp doom thôi lại không được chuyện tử. Rồi đổi cho ca lông sấp mặt luôn. Đùa cày đấy nhờ. Cày thật đèn thế. Chuyện này cứ làm sao ấy anh em ạ. Mặc dù là những cái tính toán nó thuộc về phạm trù, nó gọi là chiến thuật, nó cực kỳ là sâu sắc ở trong trận đấu này. Ôi thôi chết rồi. Đấy lại phí rồi. Phí quả độc trứng cho ca lông hơi phí. Quả trứng tiếp theo thì tôi chỉ dành cho con cáo thôi anh em ạ. Chuyện này thực ra ca lông đánh giá là không cao khi mà không có đồ. Chưa có bờ linh. Đánh giá ca lông là không được cao cho lắm anh em ạ. Bây giờ tôi cũng chưa biết là bây giờ ra con ca lông này có khi lại chuyển về chơi như kiểu sáu assassin rồi kẹp các thứ. Sáu assassin kẹp warlock rồi kẹp bom này được, kẹp ego seed. Tầm này như này thôi vậy. Thế thì thôi lại từ từ đã. God thì chắc là sẽ phải chơi đấy. Tính toán là counter và Greater từ đầu rồi anh em. Trận này Greater rồi kể cả ép này cũng phải chơi God thì mới ăn được anh em ạ. Chuyển sang God Assassin mới ăn nổi. Không có đồ chống lé khó lắm. Không có đồ chống lé rất khó chơi. Đấy, không ăn được đâu, khó lắm.
mà thế này gọi là form được đội hình 6 assassin. Đây rồi, cáo rồi. Form được cái đội hình này, có kẹp vào ego seed, kẹp bom vào thì rồi cũng là gọi là giữ được máu đã anh em. Giữ được máu tầm này nó là hạnh phúc rồi. Đây rồi. Ốc. Ốc này chắc đưa lên 2. Thay thay Skybreaker. Velom thôi. Ui. Ra ngộ không à? Hay chúng ta chuyển qua đá về assassin nhỉ? 6 assassin bình thường. Mà 6 assassin bình thường không có cửa ăn đâu. Nói thật là chỉ bây giờ gọi là ra tôn độ không thì thôi, mua tôn độ không đã. Không thì nó lại lãng phí có tôn độ không này. Đấy rồi, cáo lên 2, đập trứng luôn. Về cơ bản là có tôn độ không này cũng đéo ăn thua đâu. Tí nữa chơi với ẹp đấm có trúng được đâu mà tung được trưởng. Khó lắm. Chuyện này gọi là tạm thời thôi, tạm thời thôi. Ra tôn độ không 2 thì tự ra thì chơi, chứ còn gọi là cho tạm vào kẹp gọi là thêm được cái CLG beat vào thôi. Ui đéo ăn được thằng này luôn này. Ăn được không? Ăn được không? Được. Rồi. Trận này chúng ta phải phụ thuộc vào con cáo. Con cáo ấy, nó tung trưởng thì nó còn đánh trúng được cái bọn ẹp. Chứ còn bây giờ mà con cáo mà nó đéo tung trưởng được thì là coi như là chết. Đấm tay thì không bao giờ trúng được đâu anh em. Đấm tay không bao giờ trúng được đâu. Chuyển sang chơi gót thôi. Chuyển sang chơi gót thôi anh em ạ. Chọn một cái bộ mà counter tất cả cái bọn này luôn. Counter cả Greater. Counter luôn cả 9 hẹp luôn. Đây nó như này này anh em này. Đấy 9. À 6 assassin đúng không? 6 assassin kẹp 4 cọc. 4 cọc để counter và Greater đã. 4 cọc vào. Đấy 4 cọc. Nhưng mà đây là chưa phải là 4 gót. Phải thay em Calong ra đã. Bây giờ tạm thời chơi 2 gót thôi. Chơi 2 gót cũng được. Chơi 2 gót cũng được. Rồi ok. Chúng ta thử xem, chúng ta có một con Calong 2 mà. Chơi thử 2 gót đã. Đấy rồi. Đấy đồ này là đồ để cho con cáo nó clear này. Chứ còn Calong này thực ra thì nói là 2 sao 5 đô đấy. Nhưng mà không có đồ thì nó cũng gọi là vớ vẩn thôi. Tí nữa ra được cái 3 tia thì chơi. Ok. Rồi. Nói chung là đã xác định là chơi để counter vào Greater từ đầu rồi anh em ạ. Không nói nhiều. Tự nhiên lòi ra 9 hẹp thì lại càng phải chơi. Càng phải chơi bộ này anh em. Đây rồi. Bỏ đây. Bỏ Calong đi. Calong 2 sao đéo chơi nhá. Calong 2 sao. Nhưng mà từ từ thử phát. Thử phát đã. Thử phát xem nào. Biết đâu lại vẫn ăn được. 14 máu anh em ơi, 14 máu nhưng mà bây giờ tôi đấy anh em thấy form được đội hình rồi thì bây giờ anh em cứ yên tâm, tôi nói luôn bây giờ sợ chắc sợ bỗi bít. Đây rồi. Predator này, úi giời, Predator vào đây hộ gái. Đấm chỉ có đấm cọc thôi anh em ơi, ốc chỉ có đấm cọc thôi. Đấy, cáo sọc cho một phát chết luôn. Kể cả đứng trong lồng vẫn sọc được. Đấy và đây nó là cáo gót nhá, gót được khác đấy. Ui xui ui anh em thấy không? Ổn chưa? Bảo bộ counter lắm. Đấy rồi. Ok. Rất tiếc là không có đồ cho Calong anh em ạ. Rất tiếc không có đồ cho Calong mà tôi bắt buộc là tôi phải lấy cái đồ để tôi trùng lé. Nếu có đồ cho Calong đâu. Calong 2 tia mà không có trùng lé thì cũng ăn cứt thôi anh em. Rồi nói chung là tí nữa chắc là bỏ Calong. Bỏ Calong rồi anh em ạ. Kẹp 4 gót vào chơi. Cáo có chống lé rồi. Nó cứ phải gọi là chọc một phát là coi như là clear hết bọn ẹp luôn ấy. Tin tôi đi. Anh em tin tôi đấy nhá. Bộ này chơi nhiều rồi. Riêng cái bộ này tôi coi như là tôi chơi cái bộ này ở trong beta này chuyên để counter bọn Greater mà. Đấy bọn ẹp nó ra lại may quá lại hợp lý luôn, lại vừa counter cả hai luôn. Ui giời, quá hợp lý. Rồi. Counter thậm chí counter được cả luôn cái bọn beat này luôn. Ôi giời, quá ổn. Con cáo này nó nhảy liên tục anh em ơi. Cáo nhảy liên tục. Hay quá. Xong rồi. Greater cũng đi rồi, con 9 hẹp thôi. 9 hẹp đang chạy đúng không? Không sao, đấy là chưa gặp tôi thôi anh em ơi. Chưa gặp tôi thôi, bây giờ gặp này. Ok.
cứ thử một round cho con Ca Long vào. Thôi, tôi nghĩ là bỏ con Ca Long đi. Bỏ mẹ Ca Long đi, không cần đâu. Tôi nghĩ là thế. Ca Long gì tầm này nữa. Đây, chuyển đồ cho con Khan. Rồi, vứt Ca Long đi anh em ạ. Dây cuối cho vào nhá. Dây cuối mới cho vào. Đấy, để cho đối thủ sơ suất đúng không? Rồi. Trong cái trường hợp mà đối thủ tự nhiên lại muốn cướp Ca Long ấy, thì tự nhiên để cái con Grand Herald đấy nó lại cướp vào cái con God of War cơ. Đấy, tính toán. Ok. Đấy, lần này thì yên tâm luôn anh em ơi. Yên tâm luôn, yên tâm luôn, yên tâm luôn. Yên tâm luôn, anh em thấy chưa? 17.000 dam cho con cáo, cáo quarter mà. Sọc mấy phát là clear hết thôi. Đây là một bộ God anh em ạ. À. Nó không phải là đơn giản nó là bộ Assassin đâu. Assassin nó gọi là kích hệ thôi. Kích hệ để cho có cái cường rít thôi. Chứ còn đây nó là God cáo anh em ạ. À. God nó thì con cáo nó cứ sọc liên tục thôi mà. Clear nhanh lắm. Còn thực ra cái con Ca Long ấy bây giờ cho vào rồi cũng ăn doom thôi anh em ơi, không giải quyết được vấn đề đâu. Đấy. Cái lý do tại sao tôi bỏ con Ca Long ra là vì thế. Nó có thể sẽ doom vào con Khan hoặc con Ca Long. Nhưng mà 50% thì tội gì, bây giờ 100% là đéo bao giờ doom được vào co. Đấy, bỏ thêm cái con God vào, kích hoạt God luôn, bốn God luôn cho con cáo nó sọc liên tục. Ui giời, uy tín anh em, chắc chắn là uy tín rồi. Đấy. Này, con cáo bay xuống này, sọc sọc mấy cái này. Đấy, xong một khi mà đã lăn được ý thì bọn mày chết cái tao. Đấy, anh em, ui, anh em nhìn clear kinh không kìa. Ui anh em nhìn kìa. Ui xôi, ui nó sọc nó một phát live blade live bay màu luôn. 12 máu đi luôn không? Quá là ổn áp, anh em thấy chưa? Tính toán thì nó gọi là chiến thuật đề ra từ ban đầu rồi. Đội hình nhìn để counter rồi anh em ơi. Chứ nó đâu có phải là về cuối cùng là ai hơn đồ người thì thắng đâu. Đây nó là bài counter bài rồi anh em ạ. À. Làm sao mà có cửa ăn, nói cho nó nhanh. Nếu mà chơi Assassin ý thì còn thua, nhưng mà chuyển sang God là ăn. Công đoạn chuẩn bị đã được coi như là lên kế hoạch từ rất là sớm. Thì làm gì mà đối thủ có cái cơ hội ạ. Đấy, con Ca Long nó chỉ là một cái tai nạn thôi. Tai nạn tự nhiên ra con Ca Long 2. Không định chơi nha anh em nhá. Mà có chơi thì cũng nói chung không ăn thua. Ca Long không ăn thua đâu anh em ạ. Cảm ơn anh em rất nhiều. Nếu mà còn thời gian thì anh em có thể chọn clip của hai bên để xem tiếp nhá. Hẹn gặp lại anh em. Bye bye.